Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu nội dung tiếp theo của bài 2 Tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành. Trong phần trước, tôi đã giới thiệu với các anh chị và các bạn về Hội đồng Nhân dân. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ quan còn lại cấu thành nên chính quyền địa phương, đó chính là Ủy ban Nhân dân. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về mục B, Ủy ban Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, vị trí tính chất pháp lý của Ủy ban Nhân dân. Vị trí tính chất pháp lý của Ủy ban Nhân dân được quy định tại Điều 114 của Hiến pháp năm 2013, Điều 8 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Cụ thể, các điều luật trên quy định Ủy ban Nhân dân là cấp chính quyền địa phương do Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Qua các quy định trên, chúng ta có thể rút ra được vị trí tính chất pháp lý của Ủy ban Nhân dân như sau: là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Chúng ta cùng nghiên cứu vị trí tính chất pháp lý thứ nhất của Ủy ban Nhân dân, A nhỏ, cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân. Xuất phát từ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị trí vai trò của cơ quan dân cử luôn được đề cao hơn so với các cơ quan nhà nước khác cùng cấp. Hội đồng Nhân dân là cơ quan duy nhất ở địa phương do nhân dân trực tiếp bầu ra. Với tư cách là cơ quan đại diện cho nhân dân ở địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân có một vai trò rất quan trọng trong sự hình thành, giám sát hoạt động của Ủy ban Nhân dân địa phương. Vị trí tính chất pháp lý này được thể hiện thông qua ba nội dung sau đây. Thứ nhất, về mặt tổ chức, Hội đồng Nhân dân thành lập ra Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Nội dung này chúng ta đã nghiên cứu trong mục A. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân bầu các thành viên của Ủy ban Nhân dân gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân. Về hoạt động, Ủy ban Nhân dân phải chấp hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Về giám sát, Ủy ban Nhân dân phải báo cáo công tác, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân, đồng thời chịu sự giám sát của Hội đồng Nhân dân. Như phần A, chúng ta đã nghiên cứu Hội đồng Nhân dân giám sát Ủy ban Nhân dân thông qua các hình thức: xem xét văn bản pháp luật, xem xét báo cáo công tác, giám sát chuyên đề và chất vấn. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vị trí tính chất pháp lý thứ hai của Ủy ban Nhân dân, B nhỏ, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Vị trí pháp lý này được thể hiện như sau. Ủy ban Nhân dân là cơ quan thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước mà đứng đầu là chính phủ. Ủy ban Nhân dân với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Biểu hiện thứ ba, đó là giữa Ủy ban Nhân dân cấp dưới và Ủy ban Nhân dân cấp trên
có mối quan hệ hành chính. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua ba nội dung: về tổ chức, về hoạt động và về kiểm tra giám sát. Về mối quan hệ hành chính, tức là chúng ta muốn nói đến mối quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân cấp trên và Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua ba phương diện sau đây. Thứ nhất, về mặt tổ chức. Kết quả bầu đối với chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới phải được chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối với cấp tỉnh thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ. Về hoạt động, Ủy ban Nhân dân chịu sự chỉ đạo đôn đốc hoạt động công tác của Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên. Về kiểm tra giám sát, phương diện này được thể hiện thông qua ba nội dung sau đây. Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban Nhân dân cấp trên. Biểu hiện thứ hai, về việc xử lý nhân sự của Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên có quyền phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, đình chỉ công tác, cách chức đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Đối với cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Biểu hiện thứ ba là về xử lý văn bản trái pháp luật. Về thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên có quyền đình chỉ, bãi bỏ văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Lưu ý các anh chị và các bạn, đây là thẩm quyền của cá nhân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, chứ không phải là thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên nếu như phát hiện văn bản của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp dưới có dấu hiệu trái pháp luật, thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp đình chỉ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp dưới. Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu xong các vị trí tính chất pháp lý của Ủy ban Nhân dân. Qua đây, chúng ta có thể thấy Ủy ban Nhân dân là cơ quan được tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Chiều thứ nhất là chiều ngang, Ủy ban Nhân dân trực thuộc Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Chiều thứ hai là chiều dọc, Ủy ban Nhân dân trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp trên. Liên quan đến nguyên tắc trực thuộc hai chiều, chúng ta có hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, anh chị hãy chứng minh Ủy ban Nhân dân tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Câu hỏi số 2, vì sao Ủy ban Nhân dân được tổ chức theo nguyên tắc này? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu câu hỏi số 1. Chứng minh Ủy ban Nhân dân tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Về chiều ngang, Ủy ban Nhân dân trực thuộc Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Để làm rõ chiều này, các anh chị chúng ta sẽ bám sát theo ba vấn đề: về tổ chức, về hoạt động, về kiểm tra giám sát. Về chiều dọc, Ủy ban Nhân dân trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp. Để làm rõ chiều này, các anh chị chúng ta bám sát theo ba vấn đề: về tổ chức, về hoạt động và về kiểm tra giám sát. Tiếp theo, chúng ta cùng giải quyết câu hỏi số 2. Vì sao Ủy ban Nhân dân được tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều? Lý do Ủy ban Nhân dân trực thuộc theo chiều ngang là vì tạo điều kiện cho các địa phương phát huy dân chủ, thế mạnh của các địa phương để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó. Ủy ban Nhân dân
trực thuộc theo chiều dọc với Ủy ban Nhân dân cấp trên, là để nhằm giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo hoạt động của cấp dưới, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Nhìn chung, lý do Ủy ban Nhân dân được tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều là để nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa lợi ích của cả nước với lợi ích của địa phương. Với vị trí tính chất pháp lý như trên, Ủy ban Nhân dân có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này ở mục 2 nhỏ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân. Về chức năng của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân có chức năng quản lý nhà nước. Ủy ban Nhân dân quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong phạm vi đơn vị hành chính thuộc quyền. Về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân, chức năng của Ủy ban Nhân dân được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Anh chị có thể tham khảo các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân trong luật này. Vậy, quản lý nhà nước là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm. Quản lý nhà nước với tư cách là chức năng của Ủy ban Nhân dân được hiểu là hoạt động quản lý của một cơ quan hành chính nhà nước, đó là hoạt động chấp hành và điều hành. Chấp hành là sự thực hiện các luật, các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Điều hành là hoạt động dựa trên cơ sở luật để chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng quản lý. Lấy ví dụ về hoạt động chấp hành của Ủy ban Nhân dân. Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau. Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú của một trong hai bên nam nữ, có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa hai công dân Việt Nam với nhau. Còn kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Như vậy, việc dựa trên cơ sở luật hộ tịch, Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm quyền đăng ký kết hôn, đó chính là hoạt động chấp hành. Để hiểu rõ hơn về hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân, tôi xin nêu một ví dụ sau đây. Vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 10 năm 2019, có khoảng 400 tấn rác tấp vào bãi biển Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã kịp thời chỉ đạo và huy động khoảng 3.300 người tiến hành thu gom để nhanh chóng trả lại mỹ quan cho thành phố biển Vũng Tàu. Hoạt động chỉ đạo này của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đó chính là hoạt động điều hành. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Ủy ban Nhân dân cần có một bộ máy, các tổ chức bên trong. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu mục 3 nhỏ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân. Sau khi nghiên cứu mục 3 nhỏ này, các anh chị chúng ta sẽ nắm được các thành viên của Ủy ban Nhân dân và các tổ chức bên trong của Ủy ban Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Xin mời anh chị và các bạn cùng quan sát sơ đồ trên màn hình. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015,
Thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên. Phó Chủ tịch được Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định khống chế theo loại đơn vị hành chính. Đối với các tỉnh loại 1, có không quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Các tỉnh loại 2, loại 3, có không quá 3 Phó. Đối với thành phố trực thuộc Trung ương, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không quá 5 Phó. Các thành phố khác, không quá 4 Phó. Ủy viên bao gồm Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban Nhân dân cấp huyện gồm có các thành viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên. Về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định, đối với các cấp huyện loại 1, có không quá 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Các cấp huyện loại 2, loại 3, có không quá 2 Phó. Về Ủy viên, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định, gồm Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban Nhân dân cấp xã gồm có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên. Về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định, đối với các cấp xã loại 1, có không quá 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đối với các cấp xã loại 2, loại 3, có 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Nếu so sánh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thì chúng ta thấy số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giảm dần theo từng cấp. Về Ủy viên, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định, Ủy viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã gồm Ủy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an. Như vậy, so với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, ở Ủy ban Nhân dân cấp xã không có Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Điều này là vì ở Ủy ban Nhân dân cấp xã không tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Liên quan đến cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân, tôi có một câu hỏi đặt ra cho các anh chị và các bạn như sau. Các anh chị và các bạn hãy so sánh cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003. Chúng ta cùng giải đáp câu hỏi trên. Theo Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, Điều 122 quy định số lượng thành viên của Ủy ban Nhân dân các cấp cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có từ 9 đến 11 thành viên. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 13 thành viên. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có từ 7 đến 9 thành viên. Ủy ban Nhân dân cấp xã có từ 3 đến 5 thành viên. Như vậy, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 đã quy định cụ thể số lượng thành viên của Ủy ban Nhân dân, quy định số lượng tối thiểu cho đến tối đa thành viên Ủy ban Nhân dân. Có một thực trạng, ở một số địa phương đã có chủ trương thiết kế Ủy viên Ủy ban Nhân dân đồng thời là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Nhưng vì Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân
năm 2003 quy định số lượng cụ thể thành viên Ủy ban Nhân dân, nên chỉ có một số người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, đồng thời là ủy viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Đến luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã không quy định số lượng cụ thể các thành viên của Ủy ban Nhân dân nữa, mà quy định như sau: về số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 khống chế theo loại đơn vị hành chính. Điều này giúp tránh tình trạng lạm phát cấp phó ở một số địa phương trước đây. Về ủy viên của Ủy ban Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định cụ thể các loại ủy viên của Ủy ban Nhân dân. Đặc biệt, luật tổ chức chính quyền địa phương đã mở rộng ủy viên của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Điều này dẫn đến hầu hết người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân là ủy viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Do vậy mà số lượng thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tăng lên đáng kể so với trước đây. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 mở rộng ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp có ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, phát huy trí tuệ tập thể của thành viên Ủy ban Nhân dân. Một ví dụ rõ nét nhất đó là tại phiên họp của Ủy ban Nhân dân, khi bàn về các vấn đề đều có ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn quản lý chuyên sâu đối với ngành lĩnh vực đó, đóng góp ý kiến và bàn bạc. Ý nghĩa thứ hai, tăng cường sự giám sát của Hội đồng Nhân dân. Trước đây, khi chỉ là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, thì người đứng đầu này chỉ phải báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân khi có yêu cầu. Còn nay, với tư cách là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, đồng thời là ủy viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng Nhân dân với nhiều hình thức hơn, như bị Hội đồng Nhân dân chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, vân vân. Ý nghĩa thứ ba là, với tư cách là ủy viên của Ủy ban Nhân dân, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được tham gia vào phiên họp, bàn và biểu quyết các vấn đề tại phiên họp của Ủy ban Nhân dân. Do vậy mà họ sẽ nắm bắt nhanh các chủ trương, quyết định của Ủy ban Nhân dân và triển khai áp dụng trong ngành lĩnh vực mình phụ trách một cách nhanh chóng. Tiếp sau đây, tôi có một câu hỏi đặt ra cho các anh chị và các bạn, đó là: Luật số 47 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã có những sửa đổi, bổ sung về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân các cấp như thế nào? Về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân, Luật số 47 năm 2019 có sửa đổi bổ sung liên quan đến số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp xã loại 2. Xin mời anh chị và các bạn quan sát về cơ cấu thành viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã theo Luật số 47 năm 2019. Theo đó, Luật số 47 năm 2019 đã nâng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp xã loại 2 từ 1 theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 lên là không quá 2 Phó Chủ tịch. Việc sửa đổi này phù hợp với yêu cầu của các cấp xã loại 2 trong việc tổ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Nhân dân có chức năng quản lý nhà nước đối với tất cả các ngành lĩnh vực trong phạm vi địa phương. Để tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với một hoặc một số ngành lĩnh vực nhất định, Ủy ban Nhân dân tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Để hiểu rõ hơn về cơ quan này,
chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mục B nhỏ. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện. Ở cấp xã, không tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có tên gọi là sở và tương đương sở. Hướng dẫn cho tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chúng ta có Nghị định số 24 năm 2014, Nghị định Chính phủ. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện gọi là phòng và tương đương phòng. Hướng dẫn cho tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, chúng ta có Nghị định số 37 năm 2014, Nghị định của Chính phủ. Như phần trên tôi đã trình bày, hiện nay ở Ủy ban Nhân dân cấp xã không tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân như ở cấp tỉnh và cấp huyện. Nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy cấp cơ sở, ở Ủy ban Nhân dân cấp xã hiện nay tổ chức các công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực như trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, công chức văn phòng thống kê, công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường ở phường, thị xã, công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường ở xã, công chức tài chính kế toán, công chức tư pháp hộ tịch, công chức văn hóa xã hội. Để hiểu rõ hơn về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí tính chất pháp lý của cơ quan này. Theo Điều 9 của Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2015, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân có vị trí tính chất pháp lý như sau. Thứ nhất là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực ở địa phương. Tham mưu là gì? Tham mưu có nghĩa là đóng góp ý kiến, mang tính chất tư vấn. Còn giúp? Giúp bao hàm nghĩa tham mưu trong đó. Tuy nhiên, ở đây giúp còn được hiểu rộng hơn là nếu như được Ủy ban Nhân dân giao phó một số công việc, cơ quan chuyên môn có thể làm giúp cho Ủy ban Nhân dân. Đây là vị trí vai trò cơ bản của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Cơ quan này sinh ra chủ yếu để thực hiện vai trò này. Để hiểu rõ hơn về vị trí tính chất pháp lý thứ nhất của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, chúng ta cùng tham khảo một ví dụ sau đây. Theo thông tư số 50 năm 2014, thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thẩm định hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ của Phòng Tài nguyên Môi trường là thể hiện vị trí tính chất pháp lý là cơ quan tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, Điều 9 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2015 còn khẳng định cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân có vị trí tính chất pháp lý thứ hai là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Về khái niệm phân cấp, ủy quyền, anh chị và các bạn đọc thêm cho tôi ở Điều 13, Điều 14 của Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2015 được sửa đổi bởi Luật số 47 năm 2019. Với vị trí tính chất pháp lý này cho thấy
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân là một cơ quan nhà nước đúng nghĩa. Ngoài thực hiện vai trò tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân, cơ quan chuyên môn còn có những nhiệm vụ quyền hạn riêng theo sự phân cấp và ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Để hiểu rõ hơn về vị trí tính chất pháp lý thứ hai của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, chúng ta cùng tham khảo ví dụ sau đây. Theo Điều 105 của Luật Đất đai năm 2013 quy định, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Trong trường hợp cấp đổi, cấp lại do cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện theo quy định của chính phủ, hay nói cách khác, trong trường hợp cấp đổi cấp lại là do phòng tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện. Thẩm quyền này của phòng tài nguyên môi trường là thể hiện vị trí tính chất pháp lý thứ hai của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, đó là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Việc cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng nêu ở trên là thẩm quyền riêng có của phòng tài nguyên môi trường, chứ không phải là thực hiện với vai trò là cơ quan tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về số lượng và tên gọi của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Theo Nghị định số 24 năm 2014, quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Nghị định số 37 năm 2014, quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được chia thành hai loại. Thứ nhất, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được tổ chức thống nhất. Thứ hai, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân đặc thù. Về số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Nghị định số 24 năm 2014 quy định, các cơ quan được tổ chức thống nhất có 17 cơ quan, các cơ quan đặc thù có 3 cơ quan, cộng thêm một quy định mở cho phép các địa phương thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù khác nhằm phù hợp với nhu cầu của địa phương. Xin mời anh chị và các bạn quan sát trên màn hình. Đây là tên gọi của 17 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước. Các cơ quan này được quy định tại Điều 8 của Nghị định số 24 năm 2014, gồm có Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục Đào tạo, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế. Các anh chị lưu ý về Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Thanh tra tỉnh, đây là hai cơ quan có vị trí tương đương sở. Về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đặc thù, xin mời anh chị và các bạn quan sát trên màn hình. Các cơ quan này gồm Sở Ngoại vụ, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, thành lập ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc,
và vị trí số 4. Đây là một quy định mở, cho phép các địa phương, tùy theo nhu cầu, có thể thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù khác. Các anh chị chúng ta có thể tham khảo về điều kiện thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù này trong điều 9 của Nghị định số 24 năm 2014. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Các anh chị và các bạn có thể nhớ một công thức là 10 và 3. 10 có nghĩa là có 10 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất. 3 có nghĩa là có 3 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện đặc thù. Về tên gọi của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất, xin mời anh chị và các bạn chúng ta đọc trong điều 7 của Nghị định số 37 năm 2014. Tên gọi của các cơ quan này như sau: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Lưu ý các anh chị, vị trí số 9 và số 10, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, đây là hai cơ quan có vị trí tương đương phòng. Về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện đặc thù, Nghị định số 37 năm 2014 đã dựa vào đặc điểm của nông thôn và đô thị để tổ chức các cơ quan chuyên môn đặc thù của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Theo đó, ở địa bàn có tính chất đô thị như quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức các cơ quan chuyên môn đặc thù sau đây: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Dân tộc, thành lập ở những nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Còn ở địa bàn nông thôn, ở huyện, tổ chức các phòng gồm Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, thành lập ở những nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Liên quan đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, các anh chị và các bạn cần lưu ý một số nội dung như sau. Thứ nhất, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Ví dụ như, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, gọi chung là Giám đốc sở. Chức danh này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, gọi chung là trưởng phòng, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức. Lưu ý thứ hai, cơ quan của các bộ ngành ở Trung ương đóng tại địa phương như công an, quân sự, hải quan, cơ quan thuế v.v. Các cơ quan này không trực thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp, mà trực thuộc các bộ ngành tương ứng ở Trung ương cả về mặt tổ chức và hoạt động. Lưu ý thứ ba, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Liên quan đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, tôi có hai câu hỏi về nhà cho các anh chị và các bạn. Thứ nhất, anh chị hãy chứng minh cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tổ chức theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều. Câu hỏi số 2, vì sao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được tổ chức theo nguyên tắc này? Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu một bốn nhỏ hình thức hoạt động của Ủy ban Nhân dân.
Ủy ban nhân dân hoạt động thông qua các hình thức sau đây. Thứ nhất, hoạt động của tập thể ủy ban nhân dân. Thứ hai, hoạt động của chủ tịch ủy ban nhân dân. Thứ ba, hoạt động của phó chủ tịch và các ủy viên của ủy ban nhân dân. Về hình thức hoạt động thứ nhất, hoạt động của tập thể ủy ban nhân dân. Tập thể ủy ban nhân dân hoạt động thông qua các phiên họp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng đi vào mục A nhỏ, phiên họp ủy ban nhân dân. Phiên họp ủy ban nhân dân gồm có hai loại. Thứ nhất là phiên họp thường lệ, được tổ chức định kỳ một tháng một lần. Thứ hai là phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Phiên họp này được tổ chức theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên của Ủy ban Nhân dân. Về nội dung quyết định tại phiên họp của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể. Các quyết định của Ủy ban Nhân dân phải có quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban Nhân dân biểu quyết tán thành. Trong trường hợp ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu mục B nhỏ, hoạt động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Về chế độ làm việc của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là cơ quan hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân. Do vậy, bên cạnh hình thức hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân là tập thể Ủy ban Nhân dân thông qua các phiên họp, thì hoạt động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng rất quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được xác định là người đứng đầu của Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân. Về các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2019. Cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu về hình thức hoạt động thứ ba của Ủy ban Nhân dân, C nhỏ, hoạt động của Phó Chủ tịch và các ủy viên của Ủy ban Nhân dân. Hoạt động của Phó Chủ tịch và các ủy viên của Ủy ban Nhân dân cũng góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân. Về hoạt động của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Về hoạt động của các ủy viên của Ủy ban Nhân dân, các ủy viên của Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể như công an, quân đội, thanh tra, kế hoạch, tài chính, v.v. Như vậy, tôi và các anh chị đã tìm hiểu xong nội dung của bài 2 Tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành. Sau đây, tôi xin gửi đến các anh chị và các bạn một số câu hỏi ôn tập của bài 2.